mà địch đi đến đâu nó cởi quân phục ra, nó vứt giày dép giày rồi vũ khí đạn dược nó vứt ở dọc đường, nó cởi trần nó chạy biết gì đấy. Nhưng mà chúng tôi không bắn, mà chúng tôi nhanh chóng là thọc thâu vào nội đô thành phố Sài Gòn thôi. Mà có một người dân vác cái lá cờ giải phóng rất là to, chạy từ trong Cẩm Thảo Viên chạy ra đến ngang cái xe của tôi, thì cái xe dép của tôi mới dừng lại hỏi đường là bây giờ đi vào Dinh Độc Lập đi theo đường nào. Thì ông ấy nói là cho tôi lên để tôi dẫn đường. Thế là tôi kéo ông ấy lên trên chiếc xe dép. Thì cái xe thứ hai đi sau vòng sang bên tay phải, đi vào khoảng trống rộng hơn, bật được cánh cổng ra, thế là lao vào trong dinh, cái xe đó vào trong dinh, trong sân dinh. Thì đồng thời cái xe dép của tôi cũng lao sau cái xe đó vào trong sân dinh luôn. Để tiếp nối chuỗi video kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, Việt Sử Giai Thoại xin gửi tới quý vị và các bạn những hồi ức hào hùng, những ngày cận kề giải phóng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi con đường tiến công trong hành tiến của đội hình quân giải phóng có nhiệm vụ thọc sâu vào Dinh Độc Lập trong chiến dịch Hồ Chí Minh qua hồi ức của Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Trung đoàn Phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, nằm trong đội hình binh đoàn thọc sâu của quân đoàn 2 dũng mãnh tiến công theo trục đường số 15, xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa, thần tốc tiến vào nội đô Sài Gòn. Trung tướng Thệ sẽ tái hiện lại chi tiết khoảnh khắc tìm đường vào Dinh Độc Lập, xe tăng húc đổ cổng dinh và cắm cờ giải phóng lên nóc dinh. Lúc này chúng tôi ngồi trên xe quan sát ấy, địch chạy trước mà chúng tôi chạy sau, cách nhau khoảng độ 500-600 mét thôi. Mà địch đi đến đâu nó cởi quân phục ra, nó vứt giày dép giày rồi vũ khí đạn dược nó vứt ở dọc đường, nó cởi trần nó chạy biết gì đấy. Nhưng mà chúng tôi không bắn, mà chúng tôi nhanh chóng là thọc thâu vào nội đô thành phố Sài Gòn thôi, mục đích như thế. Nhưng mà khi đội hình chúng tôi đến ngã tư Hàng Xanh thì không biết đường, đã phải dừng lại. Tôi xuống xe hỏi đường thì dân lúc này ở hai bên đường có nhà, nhưng người ta lại không mở cửa, mà chỉ gõ cửa xong là đập vào bách được cửa tôn người ta đấy, hỏi đường thì người ta trông thấy vọng ra là quân giải phóng bây giờ muốn vào Dinh Độc Lập thì quẹo tay trái qua cầu Thị Nghè thì vào được Dinh Độc Lập. Thì mình cũng biết cầu Thị Nghè nằm chỗ nào đâu, thế là bắt đầu toàn bộ đội hình ra lệnh cho nào vượt qua ngã tư Hàng Xanh quẹo tay trái là đi. Nhưng mà quẹo tay trái được khoảng độ hơn 1 cây thì đến gặp cái kênh Thị Nghè, thì đúng là cái cầu Thị Nghè đấy. Thì đến cầu Thị Nghè lại bị cái lực lượng xe thiết giáp của địch nó phòng ngự ở đấy, nó chặn, lại phải triển khai đội hình xuống để đánh ở đấy. Đánh đấy xong khoảng độ 15 phút
thì bắn cháy được hai cái thiết giáp ở ngay ở cái bây giờ sau này mới được biết, chứ lúc đấy chỉ thấy một cánh rừng thôi, nhưng mà sau này cũng biết đấy là cái Cẩm Thảo Viên ngay đầu cầu Thị Nghè bên kia. Thì sau khi mà địch ở cầu Thị Nghè bỏ chạy thì đội hình chúng ta tiếp tục vượt qua cầu Thị Nghè để cứ thẳng cái đường là tiến thôi, chứ không biết là Dinh Độc Lập nó nằm chỗ nào. Nhưng cũng rất là may là khi mà vượt qua cầu Thị Nghè đến cái cổng Cẩm Thảo Viên ấy, thì tôi thấy dân ở trong Cẩm Thảo Viên cũng rất là đông, mà có một người dân vác cái lá cờ giải phóng rất là to chạy từ trong Cẩm Thảo Viên chạy ra đến ngang cái xe của tôi, thì cái xe dép của tôi mới dừng lại hỏi đường là bây giờ đi vào Dinh Độc Lập đi theo đường nào. Thì ông ấy nói là cho tôi lên để tôi dẫn đường. Thế là tôi kéo ông ấy lên trên chiếc xe dép. Trên xe dép thì tôi là Trung đoàn Phó ngồi chỉ huy đấy, đồng chí Đào Ngọc Vân lái xe. Thế đồng chí Nguyễn Văn Du là trung úy trợ lý tác chiến ngồi trên đấy, đồng chí Phùng Hóa Đam trung úy trợ lý cán bộ ngồi trên xe, hai chiến sĩ vệ binh mới ngồi trên cái xe chỉ huy của tôi như đấy. Thế thì bắt đầu là người ta ông dân lên là chỉ cái thẳng cái đường trước đây nó gọi là đường Thống Nhất, bây giờ nó gọi là đường Lê Duẩn đấy. Đấy là thẳng cái đường ấy đi thì bây giờ mới biết là đường vào Dinh Độc Lập. Thế thì cứ thế là đi khoảng độ khoảng độ 400-500 mét được nửa đường khoảng độ cây số ấy, thì một nhìn bên phải có nhà thờ rất là cao, thì ông dân ông giới thiệu đây là cái nhà thờ Đức Bà. Thế ông nhìn cái tòa nhà bên tay phải to cao, thế ông ấy chỉ là đây là tòa đại sứ Mỹ thì mới biết, thế còn không biết. Thì đi chạy vào cách Dinh Độc Lập khoảng độ 500 mét thì đã nhìn thấy cái tòa nhà Dinh Độc Lập rồi. Thế ông ấy chỉ đấy thẳng đường là Dinh Độc Lập. Thế thì chúng tôi cứ thẳng ra là tiến. Thế thì toàn bộ đội hình xe tăng, xe thiết giáp, xe chở bộ binh lúc vào cái đường Thống Nhất là nó to rồi mà, nó rộng rồi mà, cứ đầm đập cái nào nhanh là tốc độ là cứ thế tiến vào thôi. Thì đến cổng Dinh Độc Lập khoảng độ 30 mét thì tôi nhìn thấy cái xe thứ nhất là húc vào bên cánh phải, bên cánh trái khựng lại, không tiến được nữa. Thì cái xe thứ hai đi sau vòng sang bên tay phải, đi vào khoảng trống rộng hơn, bật được cánh cổng ra, thế là lao vào trong dinh, cái xe đó vào trong dinh, trong sân dinh. Thì đồng thời cái xe dép của tôi cũng lao sau cái xe đó vào trong sân dinh luôn. Đồng thời ngay tức khắc các cái xe khác, xe tăng, xe thiết giáp, xe bộ binh là cũng đổ vào trong dinh. Thế là bắt đầu vào được trong sân Dinh Độc Lập. Khi vào trong sân Dinh Độc Lập thì cái xe của tôi dừng lại, thì đồng chí Đào Ngọc Vân đồng chí mới rằng lấy đồng chí với cái lá cờ của cái ông dân đấy, ông cầm ấy để nên để cắm, mục đích là tôi giao cho đồng bảo đồng Vân lấy cái lá cờ đó nên để cắm. Thế thì ông Vân cái ông xe ông dân này ông mới nói lại, ông là cờ của tôi, thì tôi mới nói là mình tôi nói là cờ của ai cũng cứ mang lên mà cắm. Thế là tất cả chúng tôi chạy lên để vác cái lá cờ lên để cắm. Mục đích là nên để cắm cờ thôi, chứ không biết cái nội các nó còn trong đó. Quý vị thân mến, chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng có quy mô lớn nhất của các đơn vị bộ đội trong suốt 21 năm kháng chiến. Cách đánh được xác định là đánh sao cho thành phố ít bị tàn phá nhất, người dân ít bị thiệt hại về tính mạng, tài sản và cuộc sống thành phố phải mau trở lại bình thường. Trong video phát sóng tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những hồi ức hào hùng và chân thực nhất trong khoảnh khắc quân giải phóng tiếp quản Dinh Độc Lập, nội các Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vô điều kiện, Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng.